Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình, kênh shop đồ câu giá rẻ ha. Đây, hôm nay giới thiệu cho mọi người một cái mẫu máy mới của Pioneer, tiếp tục lại một mẫu mới nha mọi người. Đây là mới chát luôn. Cái mẫu này á thì lúc trước á cách đây khoảng một tháng á, nhập giá rất là cao. Nhưng mà gần đây có một chương trình của hãng Pioneer á là nhập số lượng nhiều, được chiết khấu phần trăm rất là nhiều cho nên là giá nó rẻ lại. Thế nên là hôm nay mình sẽ bán giá rẻ cho mọi người chơi ha, cho anh em nào thích cái mẫu này thì mua nha, tranh thủ mua. Chiếc này là giá cực kỳ rẻ nha. Rồi, thì không có dài dòng nữa, mình sẽ đi sơ qua về con máy này nha. Chiếc này nhập số lượng rất là nhiều về cho anh em chơi, tại vì một cái mẫu máy rất là xịn sò luôn. Mẫu này là nhìn thôi là thấy là ok rồi. Thì tiếp tục thì đi sơ qua con máy bên đây ha. Thì con máy là có 7 bạc đạn nha mọi người. Con máy nó có 7 bạc đạn thông thường mà một cái bạc đạn ABS là tổng là 8 cái nha. Cối của con này cũng được sơn tĩnh điện hai lớp nha mọi người. Đó. À, được khắc, cái chữ trên máy đều được khắc laser nha mọi người. Cái này nó có tiện CNC đó mọi người. Có mấy những cái hoa văn thiết kế cắt trên cối á mọi người, rồi thì đều toàn bộ là cắt bằng CNC hết. Công nghệ tiện CNC đó mọi người. Còn mấy dòng này thì không biết. đọc mấy cái cơ bản thôi, như dòng quay là 5.1.1 nha mọi người. Đây là sức chứa dây ha. Còn mấy cái thông tin trên đây á thì mọi người cứ bọc phần mô tả của video, mình sẽ dịch ra và ghi rõ chi tiết trên đó ha. Rồi thì mình giờ mình sẽ khui con máy này ra cho mọi người coi, rất rất là đẹp luôn. Con máy nói chung là rất là thịnh hành cho thời buổi bây giờ luôn mọi người. Bây giờ cái gì cũng đi nhúng titan, cũng đi mạ titan đó mọi người. Đây, một con máy titan luôn nha, titan luôn, mạ thôi mọi người. Mình nghĩ có cái cối nè, cái cối này kia là sơn tĩnh điện đi màu titan cho nên mọi người yên tâm, không có sợ bay đâu, không có sợ bay màu titan nha mọi người. Cái chân con này á bằng chất liệu cái gì lần trước mình đọc cái gì đã mất tiêu rồi. Chất liệu ni lông ly gì đó, nhựa nói chung là nhựa khá là cứng và bền bỉ của hàng Pioneer ha. Tay quay con này là dạng tay quay dạng ren nha mọi người, tay quay dạng ren. Về cái chân máy này nè mọi người cứ yên tâm đi, đừng có bao giờ mọi người nghĩ là mà gãy chân máy này rất là khó luôn, mình bảo đảm cho mọi người. Tại vì mình đã test thử, mình bẻ nha mọi người, mình cầm mình bẻ luôn, mình cầm mình mạnh tay mình bẻ luôn nha mọi người, không gãy. Mọi người cứ về cầm mạnh tay bẻ thử đi rồi biết cảm nhận, rất là khó gãy, rất là cứng, cho mọi người cứ yên tâm cái chân này. Tại đa phần những cái mẫu máy hiện đại mới bây giờ của các dòng như là Pioneer hoặc là qua mọi người để ý là họ đều làm theo một cái kiểu mà cái một cái phong cách mới bây giờ, tức là nhẹ nhẹ mà tải cao. Tại vì anh em cần thủ bây giờ rất là thích những cái mẫu máy nhẹ luôn. Con này khá là nhẹ nha mọi người, con này chỉ có 360 gram thôi, 360 gram đó. Thêm cái tay quay này nữa nè, trọng lượng thô cái máy ha, thêm tay quay nữa là 385 gram nha mọi người, như gần 90 390 gram, rất là nhẹ. Chứ mọi người cầm mấy con Ryukyo SW thôi, thân kim loại thì nó cầm khoảng 480 490 gram rồi. Con này chỉ có 380 gram thôi. Đây để mình quay cái tay quay cho mọi người xem nè, thì quay quay dạng ren ha, đây quên nhúc cho mọi người xem nè. Đây tay quay dạng ren nha mọi người. Khá là xịn sò luôn. Máy thì bạc đạn đầy đủ, các chi tiết chính là đều có bạc đạn nha mọi người. Đây để mình dặn vô cho mọi người xem nè. Đó, mình cầm như vậy mình dặn vào thôi. Đó, tay quay dặn ren ha. Núm mà núm độ sẵn luôn mọi người, cứ khỏi cần về độ nữa, núm độ sẵn luôn. Sơn màu titan nó trời ơi, nó đẹp, màu tím titan. Tay quay của nó là full kim loại nha mọi người, tay quay là full kim loại luôn. Đó, máy quay rất là mượt. Đây mọi người, máy quay rất là mượt, rất là nhẹ luôn. Mọi người khỏi dùng bàn gì, con này quay rất là nhẹ luôn, giờ tải cục chì 200 gram quay cũng cảm giác nó cũng nhẹ nữa. Thì máy là trên đây là có bạc đạn luôn nha mọi người, cái chỗ mà xả dây nè có bạc đạn luôn nha. Cối á, thì nó không có bạc đạn, nhưng mà cái con cối này nè cốt của nó rất là lớn, đây cốt nó khá là lớn, khoảng 5 ly hơn xíu nha mọi người. Nói chung là nó rất là lớn hay sai, nhưng mà nói chung là cối của cái cốt của con này á là một loại thép rất là cứng. Mọi người cứ yên tâm đi, nó không có cong đâu. Cũng tương tự cái dòng của hàng Daiwa LT chứ mà. Daiwa LT lên 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 gì đó mọi người, quên tiêu cái tên rồi. Cái LT 6000 hôm bữa mình đăng cái cốt cũng nhỏ xíu, nhưng mà nó chắc. Cốt này mọi người thấy là khá là chắc ha. Để xài lâu dài thì mọi người cứ test thử ha. Nói chung là trải nghiệm đi. Còn cối thì cũng bình thường thông thường thôi. Nhưng mà bánh răng mọi người nhìn bánh răng kêu của nó là rất là nhuyễn luôn, cực kỳ nhuyễn luôn. Quay là kêu nghe cái tiếng lắc phê lắm mọi người. Đây. Nghe tiếng rất là đã, rất là đều luôn. Rồi thì để mình nói về sơ về chi tiết con máy nha. Con máy này sức tải đầu răng của nó là 12 kg nha mọi người, sức tải đầu răng của nó là 12 kg. Máy này tên là Samleon
Cham Leon mình đọc hết tiếng Việt ha. Còn cái mã của con này thì mọi người cứ nói cái mã đi cho nó dễ. Đây CML6000, Pioneer CML6000 là mọi người sẽ biết và mình sẽ biết để mọi người cần hỏi con máy nào ha. Chứ mọi người đọc cái tên thì nó hơi dài dòng một xíu. Mọi người cứ nói là CML6000 là biết con Pioneer này rồi. Pioneer thì trên con máy lúc nào mọi người cũng thấy là có một cái dòng chữ Pioneer và một cái này là cái trang web của Pioneer, nhưng mà trang web chính hãng Pioneer. Thì hàng này hàng của Singapore nha mọi người. Thì nhà máy thì cũng như lần trước mình nói, nhà máy của nó nằm ở Trung Quốc, bên Trung Quốc thì thôi. Đây tay quay là mọi người muốn tháo ra thì mọi người dặn ngược lại, nằm mọi người để tay đỡ cối, đỡ cái vòng quay đây nha mọi người. Quay dặn thì nó sẽ dặn ngược lại. Đó, thì dặn ra thôi. Tay quay là full kim loại từ cái núm cho tới cái con ốc luôn. Nói chung là kim loại hết toàn bộ ha. Con này hiện tại bán với giá là 700 ngàn nha mọi người. 700 ngàn là rẻ hơn trước rất là nhiều rồi, mọi người cứ yên tâm. Tại chuyến này mình nhập số lượng hàng rất là nhiều cho nên là giá nó sẽ được hợp lý một xíu. Đó, thì tranh thủ bán cho anh em nào cần ha. Nói chung là mùa dịch này cũng vất vả quá, anh em cũng tiền bạc cũng hơi khó khăn, cho nên mình bán giảm được chút nào hay chút đó cho anh em. Nhờ mình lấy được cái số lượng nhiều cho nên là giảm giá là rất là nhiều. Đó, thì cái con máy này nè, thiết kế nhìn rất là đẹp luôn. Một cái bên ngoài mạ titan nè, và cái cối, cái vòng quay của nó mọi người nhìn kiểu thiết kế nó hầm hố sao á, nhìn đơn giản nhưng mà lại hầm hố nó mới ghê chứ. Đây mọi người nhìn thấy rất là đẹp ha. Đây quay cho mọi người xem nè, người gần như là thấy ở bên trong của cái máy ha. Đó, thấy cái đằng đạn ABS của nó bên trong, nó nắp chụp đạn ha. Thì máy này mọi người đổi tay quay tay bên trái và bên phải đều được ha. Người chỉ dặn cái nắp này ra thôi. Đó, dặn nắp này ra và để cái tay quay qua lại thôi. Thì máy hai bên đây nè, bên đây và bên đây đều có bạc đạn. Đó, thì ở giữa này là ba bạc đạn nha. Mình tính 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 bạc đạn vậy, còn một cái viên đạn nữa không biết nó nằm ở đâu. À, trên đây à, trên cái núm quay có một bạc đạn nha mọi người. Núm quay có một bạc đạn đây mọi người nhìn đi. Nó biểu tượng cái chấm đỏ này là cái bạc đạn nha. Trên núm quay một bạc đạn. À, đây hai bạc đạn, đây ba bạc đạn ha. À, và đây một bạc đạn nữa là 7 bạc đạn, tổng là 7 bạc đạn ha mọi người. Đó, để mình gáp vô mình quay cho mọi người xem lại ha. Con này quay rất là mượt. Rồi sẽ nói tiếp về thông số dây ha. Anh em còn hay câu á, hay chú trọng vô thông số dây, tại vì người ta muốn chính xác là cái máy này quấn được dây bao nhiêu và sao bao nhiêu để họ mua về theo cái mục đích câu của họ khác nhau. Và đây là cái thông số dây ha mọi người. Đây mình quay cái tay quay chỗ khác, nằm để vướng bẩn quá. À, đây thông số dây nha mọi người. À, dây thông số này nó không có dây mili, ở nó bên này mili mọi người. 0,45 là mọi người vô sẽ được 195m và 0,50 là 155m nha mọi người. 0,60 là 110m. Đó, 110m là 0,60 nha. Thì con này mọi người quánh hồ rất ok luôn. Mọi người cầm đi hồ vụ để chơi thoải mái, cầm lên là thấy đẳng cấp liền, máy rất là đẹp luôn. Tuy dòng giá rẻ chỉ có 700 ngàn thôi. Thì con máy này 700 ngàn là chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Phí ship là 30 ngàn bên mình á. Thì mọi người mua hai máy là bên mình miễn ship. Mua hàng bên mình thì cứ nhận hàng, kiểm tra chính xác đúng mẫu y chang trên video và mọi người nhận và thanh toán tiền cho shipper thôi. Máy thì quay rất là im mượt. Rồi, thì con máy á, về thông tin chi tiết á, mình sẽ nói lại một lần nữa cho mọi người ha. Thì con máy này là con Pioneer CML6000. Dòng quay của nó là 5.1.1 và xoay quay dây á là 0,45 195m và 0,50 là 155m. 0,60 là 110m. Con máy này được sở hữu cái tay quay kim loại dặn ren nha mọi người. Đây, dặn ren, dặn vô rồi dắn tay quay vào và dặn ngược lại, dặn ra ha. Đó. Thì con máy này có cái cần gạt trả ngược, xả tự do và trả ngược bình thường, đạn thì có đạn ABS luôn. Thì con máy này là có 7 bạc đạn, sức tải đờ răng của nó là max đờ răng là 12kg. Thì mọi người bắt con cá tầm 15-16kg là ok được bình thường đối với con máy này. Tại vì nó trang bị những cái bạc đạn, những cái thông số, những cái bánh răng được chuẩn của Pioneer. À, bánh răng hôm bữa mình đọc là bánh răng được cắt đúc đồng thao gì đó. Nói chung là rất là bền. Thì mọi người xài cứ yên tâm. Thì chứ trong vòng khoảng chừng 6 tháng là bên mình chỉ bảo hành 6 tháng. Là mọi người hư hại gì đi cứ gửi bên mình sửa ha. Thì mình sửa là miễn phí, mọi người chỉ tốn cái tiền ship đi thôi. Rồi ok, thì con máy này cũng không có gì nói nhiều, chỉ nhiều đó thôi. Tay quay đúng độ, có kim loại đạn ABS và trang bị những công nghệ mới của Pioneer. Tất cả những bánh răng này kia đều cắt CNC rất là xịn sò luôn, rất là đều, cho nên là máy rất là chuẩn, quay rất là mượt luôn. Kể cả cái nấm độ này nó cũng có một cái bạc đạn trong đó nha mọi người. Mọi người thấy cái nấm quay rất là mượt ha.
máy quay rất là im ha, dòng quay 5.1.1 ha. Rồi ok, thì mọi người mua hàng bên mình thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại góc màn hình bên đây cho mình ha. Cứ liên hệ gọi thì cần biết thông tin về hình ảnh thì cứ qua Zalo. Đặc biệt bên Zalo của mình mọi người cứ vào và nhắn tin thôi, không cần bấm kết bạn đâu. Tại vì thực tế á, là bên Zalo của mình hiện tại bây giờ là đang đầy bạn rồi, cho nên là không có nhận thêm được. Mọi người cũng thông cảm ha. Rồi ok, bye bye. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo của mình.